Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, người đọc có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin kiến thức về mọi lĩnh vực. Tuy vậy, văn hóa đọc vẫn chiếm vị trí quan trọng là phương thức truyền thống để người đọc tiếp cận, trao đổi thông tin. Không những vậy, sách báo còn tiện dụng trong nghiên cứu và tư liệu. Vấn đề là làm thế nào để phát triển văn hóa đọc, thu hút được người đọc đến với các thư viện. Ghi nhận của phóng viên tại thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Phú Quốc. Chị Tống Phương Mai là một trong những độc giả thường xuyên của thư viện, gắn bó hơn 3 năm từ khi đến Phú Quốc lập nghiệp. Không chỉ chị Mai có thói quen đọc sách, mà các thành viên trong gia đình đều thích đọc. Chị Mai cho biết đọc sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, rèn luyện con người những kỹ năng, tình cảm và thói quen có ích. Thói quen đọc sách thì cái này thì là từ nhỏ rồi. Đến bây giờ lớn lên thì mình vẫn duy trì cái thói quen đọc sách đấy. Thì cái lợi ích mà đọc sách mang lại thì đa phần nó là cái giảm stress. Thứ hai nữa là nó rèn luyện cho mình kỹ năng nói, giống như là kỹ năng viết. Đấy, thì cái thứ ba nữa là mình cũng muốn là khi mà bố mẹ đọc sách thì con cũng sẽ là người đọc sách theo. Hàng năm thư viện thường xuyên bổ sung thêm các loại sách với nội dung độc giả quan tâm, trang trí không gian thư viện thân thiện với bạn đọc. Đến nay thư viện có hơn 7.000 cuốn sách các loại và hơn 2.300 tên sách. Thì việc đọc nó giúp cho mình nhớ hơn rất nhiều và nó xây dựng cho mình một cái vốn kiến thức, một cái vốn từ vựng. Và việc đọc giúp cho mình mở rộng được cái tư duy, mở rộng được rất nhiều những cái tri thức. Đọc sách là tốt nhất. Cái đọc sách ấy làm cho người ta lớn khôn lên rất nhiều về trí tuệ. Đồng thời với nó, các cái vốn từ vựng, các văn, cách viết giúp cho người ta phát triển được cái trí tuệ, phát triển được nhân cách. Về không gian để mà những độc giả đến đây để mà đọc sách, thưởng thức sách thì cái không gian cảm thấy thoáng mát. Trang trí thì cũng dễ tìm sách, những đầu sách thì cũng nhiều, có nhiều thể loại sách để chúng ta có thể lựa chọn. Để đáp ứng nhu cầu của người đọc, hiện nay Thư viện Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ như đơn giản thủ tục làm thẻ, phân loại đầu sách và xử lý đầu sách. Do đó chất lượng bạn đọc ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều đối tượng đến thư viện. Theo thống kê năm 2021, số lượt bạn đọc được thư viện phục vụ là 7.213 và số sách luân chuyển là 20.146 lượt. Thì thường xuyên có mặt tại thư viện, luôn mở cửa phục vụ bạn đọc đến mượn đọc sách, ngày bảo quản sách báo, sách xếp, bố trí kho sách dễ tìm, bổ sung nhiều đầu sách, nhiều thể loại sách đa dạng phong phú, đáp ứng được sở thích nhu cầu của bạn đọc. Thì thư viện thì cũng được quan tâm đầu tư sửa chữa để có không gian thoáng mát phục vụ bạn đọc đến thư viện đọc sách báo mỗi ngày. Không thể phủ nhận những tiện ích của Internet và các thiết bị điện tử trong việc đọc và tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, trên thực tế, việc duy trì số lượng bạn đọc đến thư viện để đọc sách, điều đó chứng tỏ rằng người dân Phú Quốc vẫn có nhu cầu đọc sách thực sự. Thông qua việc đọc sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và nhân cách con người.